Cô chào các con. Tiết thủ công ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang tiết 2, bài đan, nong mốt và đan nong đôi. Thì bây giờ để giúp các con thực hiện các thao tác nhanh và đẹp, chúng ta sẽ cùng nhắc lại các quy trình thực hiện ở tiết 1 nhé. Bước 1. Các con chuẩn bị giấy để kẻ và cắt thành các nan để chúng ta chuẩn bị đan. Các con hãy quan sát hình. Đây là các nan đan mà cô đã kẻ và cắt sẵn. Các con quan sát nhé. Sau khi đã kẻ và cắt giấy thành các nan đan, chúng ta sẽ qua bước 2 là đan nong mốt. Ở bước 2, khi đan nong mốt, các con chú ý chúng ta sẽ làm theo cách đan nhấc một nan, đè một nan. Khi mà đan xong, mỗi nan ngang thì các con cần dồn cho khít. Con cũng làm tương tự như thế đối với các nan còn lại nhé. Các con chú ý khi mà chúng ta đan xong tất cả các nan thì các con nhớ dán nẹp xung quanh tấm nan. Đây, cô giới thiệu với các con một số sản phẩm mẫu. Các nan, các con thấy là khi đan vào rất là khít và đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại về cách đan nong đôi. Ở bài đan nong đôi, chúng ta tiến hành như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhắc lại các quy trình đan nong mốt và nong đôi đã học ở tiết 1 nhé. Ở bước 1, các con cũng kẻ và cắt các nan đan để chuẩn bị đan nong đôi. Ở bước 2, chúng ta sẽ tiến hành đan nong đôi. Bước 3, các con cũng dán nẹp xung quanh tấm đan. Các con quan sát trên màn hình. Các con sẽ thực hiện từng bước kẻ và cắt các nan. Bước 2, chúng ta sẽ tiến hành đan nong đôi bằng giấy và bìa nhé. Đây là các nan đan ngang và đây là các nan dọc, các con chú ý. Chúng ta sẽ tiến hành đan nong đôi bằng giấy và bìa. Ở nan ngang thứ nhất, các con nhấc nan dọc. Ở các số thứ tự 2, 3, 6, 7 và luồn nan ngang thứ nhất vào. Các con nhớ dồn nan ngang khít vào đường nối liền. Ở nan ngang thứ hai, các con nhấc nan dọc 3, 4, 7, 8 và luồn nan ngang thứ hai vào. Lưu ý các con cũng dồn nan ngang thứ hai khít vào nan ngang thứ nhất nhé. Ở nan ngang thứ ba, các con nhấc nan dọc 1, 4, 5, 8, 9 và luồn nan ngang thứ ba vào. Dồn nan ngang thứ ba khít với nan ngang thứ hai nhé.
ở lượt đan nan ngang thứ tư. Các con nhớ nhấc nan dọc 1, 2, 5, 6, 9 và luồn nan ngang thứ tư vào. Các con cũng lưu ý dồn nan ngang thứ tư khít vào nan ngang thứ ba. Các con chú ý, các con cũng làm theo cách nan nhất 2 nan, đè 2 nan. Đan xong mỗi nan ngang thì cần dồn cho khít. Bước 3. Các con nhớ dán nẹp xung quanh tấm nan. Sau khi dán nẹp xung quanh tấm nan hoàn chỉnh thì các con đã được một sản phẩm đã hoàn chỉnh. Cô chúc các con làm được các sản phẩm thật đúng và đẹp nhé. Cô chào các con.